Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp tối thứ Bảy, 16 tháng 3 của kênh thời tiết VTC14. Thưa quý vị, mặc dù trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và độ ẩm không khí cao, nhưng những cơn mưa cũng không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Buổi sáng nền nhiệt ít biến động, nhưng càng về trưa thì nhiệt độ càng tăng dần và đạt mức cao nhất khoảng 26 đến 28 độ. Các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Bộ, trời phổ biến ít mưa và nhiệt độ tăng nhẹ. Riêng các tỉnh Đông Nam Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục lan rộng. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng và phát triển về phía Đông Nam. Do vậy mà thời tiết của hầu hết các nơi đều tạnh giáo, với nền nhiệt vẫn nhích dần lên. Ngay cả nơi có nền nhiệt thấp nhất trong mùa này là các tỉnh khu vực Bắc Bộ thì nền nhiệt cũng ở mức khá cao. Và ban đêm, ngoại trừ một vài nơi có địa hình núi cao, còn lại các nơi khác nhiệt độ phổ biến đều xấp xỉ hoặc trên 20 độ. Hiện tượng sương mù nhẹ cũng chỉ xuất hiện vào sáng sớm, sau đó tan nhanh, trái ngược hẳn với thời tiết âm u, sương mù dày đặc và trời có lạnh vào thời kỳ này hàng năm. Sang đến ban ngày thì nhiệt độ sẽ có quá trình tăng dần và đạt mức cao nhất khoảng 27 đến 30 độ vào giữa trưa. Riêng các tỉnh nằm ở phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có địa hình nằm gần với vùng áp thấp phía tây nhất, nên nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng 2 đến 3 độ, thậm chí có nơi trời khá nóng khi nhiệt độ lên đến xấp xỉ hoặc là trên 34 độ. Dọc theo các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên, trời hầu như không có mưa và cường độ chiếu nắng gia tăng nên nhiệt độ cũng tăng dần. Vào thời điểm giữa trưa thì nhiệt độ đồng loạt tăng lên, xấp xỉ hoặc trên 30 độ. Nhiệt độ cao và nắng nhiều là nguyên nhân khiến cho nguồn nước trên khu vực này cạn kiệt, làm tăng thêm tình trạng khô hạn vốn đã diễn ra trên khu vực này trong mấy tháng nay. Với các tỉnh Nam Bộ, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn không những chưa có dấu hiệu được cải thiện mà còn ngày càng gia tăng do nắng nóng vẫn lan rộng tại các tỉnh miền Đông. Còn khu vực miền Tây thì nền nhiệt cũng ở mức cao và xấp xỉ 32 độ, có nơi xấp xỉ 34 độ. Ngoài ra thì bà con cũng nên đề phòng hiện tượng dông lốc cục bộ xảy ra vào chiều tối do tại thời điểm này thì trên nền nhiệt còn cao, độ ẩm không khí cũng tăng lên khiến mây đối lưu phát triển và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết trên cả nước ít biến đổi. Ngoại trừ các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác trong ngày 18, ngày 19, nhưng mưa cũng tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Tiếp theo là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Nam. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có thể sẽ có dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, với nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Trong khi đó, tại quần đảo Trường Sa có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng.
Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.